Ok, tạm biệt nhé bạn. Video tập này chúng ta lại tiếp tục bắn game Araka mình nha. Mình đã quay trở lại đây. Hiện tại bây giờ là mình đã có được cái con cụ Dominus Ovid nha bạn. Với lại mấy cái viên đá Lavarock rồi. Combo hủy diệt cả thế giới á. Cái con cụ Ovid nè bạn, thì nó sẽ giúp cho mình bắn xỉu mấy con thú đó bạn. Rồi mấy cái viên đá này là giúp mình bắt mấy con thú đó. Wow, đúng thật sự là combo hủy diệt các bạn. Mấy viên đá Lavarock này là giống như cái lệnh Fortem luôn á. Kiểu con nào mà bắn xỉu các bạn, các bạn chỉ việc cho nó ăn á là tem được luôn. Đây một tí nữa mình sẽ đi bắt cả thế giới á, để test thử cho bạn xem. Mình sẽ cho cái con cầu cái giáp 400 mấy các bạn, với lại cái con cọc ghim này, cái giáp 400 mấy luôn. Rồi, lên đường nhé bạn. Để coi coi mình sẽ chế cái cục pick up đi ha. Để con cầu lên vai á, để chúng ta di chuyển cho nó dễ. Với lại hiện tại giờ ở trong bản game này của mình đó là mình đã gỡ bỏ cái mod tìm thú nha bạn. Cái mod tìm thú thì mặc dù nó rất là hay á, nó giúp ích được nhiều cho mình đó, nhưng mà bỏ vào trong cái bản game của mình đó nó bị drop FPS quá trời luôn. Kiểu mà vào á bạn, bản game mình nó còn mười mấy FPS rồi, nó bị lắc quá trời á. Vì thế là tạm thời mình gỡ bỏ ra ha, rồi khi nào cần xài thì mình sẽ thêm vào lại á. Đây mình vừa cho nó ăn Dino Chucker các bạn, rồi vừa pick up nó lên trên người luôn đó. Cần bắt con nào thì mình chỉ việc quăng nó ra thôi. Với lại ở đây mình sẽ chế thêm mấy cái lọ máu các bạn. Cái lọ máu này dễ chế nè, chúng ta cần Friend Lover thôi. Đó, mình chế thêm mấy cái lọ máu á. Rồi, quá nhiều đồ nha bạn. Lên đường. Giờ mình sẽ cởi cái con gọc ghim nữa. Thì hiện tại bây giờ là cái bản game này của mình đó, mình cũng vừa mới xóa thú luôn nha các bạn. Do phải xóa cái mod tìm thú á, là bắt buộc phải xóa mấy con thú á. Thì hôm qua là lúc livestream cho các bạn xem á, là có cái con T-Rex Skeleton đó các bạn, nó spawn ngay đây nè, các bạn nhớ không? Thì mình dự định là tập này vào bắt nó, nhưng mà do hồi nãy có cái mod tìm thú nó bị lắc quá. Kiểu nó lắc không quay clip được các bạn. Giờ xóa cái mod đó rồi xong xóa thú á, nó mất tiêu luôn rồi. Chờ nó spawn lại thì mình sẽ bắt lại á, test thử cho bạn xem. Còn giờ thì mình sẽ bay vòng vòng mấy bạn, nói chung gặp con gì mình sẽ bắt con đó. Đây, ở đây là mình thấy một cái con bọ nè bạn. Wow, con này là cái con Rimloot nha bạn. Ngon. Nói chung là con này mình đang rất là cần luôn á. Kiểu bắt được con này là chúng ta khỏi cần đi farm mấy cái Rimloot đó bạn. Chỉ cần bấm vào người nó thôi là chúng ta sẽ có được 20 Rimloot đó. Mà đỡ con cái là ở trong cái bản mod Eternal á, chúng ta có thể là tạo được mấy cái thuốc nhân bản các bạn. Quá xịn luôn. Con này thì để tem nó là chúng ta cần cái thịt xịn đó, cái thịt in tem các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là cái viên đá Lavarock của mình có thể tem được. Đây, để bắn test thử luôn nha các bạn. Cái con bọ này thì mình không thể nào sử dụng cái con cù được nha các bạn. Cái con cù thì bắn nó sẽ không lên tu bò á. Rồi, xỉu nha bạn. Rồi, để mình test thử nha. Nè, nhắn vào người nó là chúng ta sẽ có được Rimloot nha bạn. Đó, mình được 5 Rimloot đó. Rồi, còn đây là viên đá Lavarock nha bạn. Bỏ vào người nó nè, nhắn e cái. Đó, ngon lành đó bạn. Kiểu chơi như hack luôn. Nhiều bạn kiểu là nói với mình là chơi này giống như chơi bút đó bạn. Nhưng mà cái game nó là vậy á. Mình nghĩ thời gian tới chắc là cái ông admin bên cái boss Eternal các bạn, thế nào ông cũng fix cái vấn đề nè. Chứ để cái viên đá Lavarock á, kiểu mà nó OB quá trời luôn, hôm nào mà phát hiện ra bí mật này là kiểu muốn bắt được con gì là bắt luôn á. Rồi, giờ mình sẽ lên đường á. Để bay vòng vòng bạn, kiếm con nào xịn xịn đó, sẽ bắt hết. Có cái con bọ Rimloot đó thì giờ chúng ta farm được Rimloot đó bạn. Có thể là tiến hóa cái con Theory Alpha của mình đó lên hệ Rim được không? Rồi từ cái con hệ Rim đó chúng ta có thể là cho nó lên The Anao được á. Là tha hồ farm mấy cái Blood luôn.
kiểu farm máu farm lông rồi các bạn, sau này cần thiết để chế mấy cái bồ nữa là bao ngon á. Wow, ở đây là có mấy con alpha rock da ke đó bạn, max level nữa bạn, 540. Bình thường mà mấy cái con alpha này mà các bạn biết á là nó sẽ spawn ra con rim á. Ui, ở đây có cái con Dodoret luôn đó bạn, 540. Chúng ta có cái trứng alpha rất đa kè nè. Wow, cái trứng này có hơi up được nha bạn. Rồi, con này thì mình sẽ giết nó. Con này nó có cái chiêu phun lửa, nói chung là cũng rất là thốn nha bạn, nhưng mà mình giết nó luôn. Tại vì giết mấy con Donut này là nó sẽ cho chúng ta mấy cái tu cành đó, với lại mấy cái element nhé bạn. À, con này là nó không cho element nhé bạn, nhưng mà nó có cho mình mấy cái token nè. Hiện tại giờ là mình cũng đang cần mấy cái element đó để chế mấy cái element sắt á, chế cái quả cầu masterball thử. Có được mấy cái quả cầu masterball đó là đi bắt thử mấy con Rimal nữa bạn. Để test thử á. Coi coi được không? Hoặc là bắt mấy con Oririn đó. Mình nghĩ mấy cái cục lava rock này của mình là có thể bắt luôn được mấy cái con chao với lại mấy con spirit đó bạn. Tí nữa gặp mấy con spirit đó sẽ hốt thử luôn không. Này thì mình thấy khá thú với bạn, để mình ta leo qua bên sa mạc thử nhá. Rồi, để chúng ta bay qua bên sa mạc coi coi có siêu boss gì không ạ. Bình thường bên đây là sẽ có nhiều con thứ dữ nha bạn. Wow, ví dụ như đây nè bạn, vừa mới bay qua là thấy luôn nè. Có con spirit gốc nè bạn, người đá spirit nè. Wow, con này là cấp độ 80 như vậy, cấp độ 80 thì mình thấy hơi kém á. Con này hơi kém. Con này 1.6 máu. Sao mình thấy nó đứng im ru các bạn? Con này không biết tấn công à. Chặt xác cái con này thì chúng ta sẽ có ôi các bạn, obsidian metal, mà mấy thứ đó giờ mình không cần nữa. Đây, giết thanh niên Abed nè các bạn, Dodo Vivan nè. Wow, nhưng mà con này tới 11 triệu nữa, 11 triệu máu. Giết mấy con đó là nó sẽ cho mình mấy cái element đó, mà mình thấy toàn rồi, nó gượt theo rồi. Con đó thì nó giết kiểu mà nó có thể giết mình chết trên thú được các bạn, thế là thôi né nó. Bay lên trên cánh trên đây thử. Ôi, ở đây là mình thấy có một cái con đô A gì nữa bạn, cấp độ 520 là thấy cái máu nó xuất hiện á. Nè, nó tàn hình đó, con đô A. Hình như là một cái con chó sói các bạn. 6 triệu tu bồ. Rồi, để mình test thử nha. Mình sẽ sử dụng cái con cù này.
Wow, con này nó sẽ bỏ ra mấy cái con kiểu mà chó nhỏ nhỏ đó nha bạn. Tao thấy nó cắn kém như tao, nó cắn mình có mấy trăm bạn. Cái này là chắc là do cái phần giáp của mình đó. Cắn mình không lên nổi 1000 nữa. Ủa rồi, chó bự đó tiêu ơi. À, con chó bự nó bỏ chạy rồi nhé bạn. Này mấy người để nó không à. Rồi. Đại ca nó bỏ chạy nè. Để lên mấy người đợi. Ôi, với lại ở đây có một cái con bọ nữa bạn. Con bọ Blue Bat nè. Mà con bọ này thì mình không cần lắm á. Rồi, thanh niên xỉu nha bạn. Mấy con quỷ chó con này nó heo nó cắn quá. Cắn chịu không nổi luôn rồi. Mấy con này kiểu mà giết nó cũng cho mấy cái đồ dữ dữ các bạn. Mấy cái đồ này là dùng để sau này chịu hồi boss được đó. Được á. Rồi, nè, thanh niên chó tăng thành cho ăn viên Lavaroc nha các bạn. Đó, cực kỳ đơn giản luôn. 780. Ây da, chết chết chết. Wow, cũng may nha bạn. Ui, giết cái con lai này hơi uổng nha bạn. Con này là lẽ ra là mình phải tem rồi. Để sau này ta farm mấy cái lông á cho nó dễ. Con này là phải về chế yên á. Rồi, con gồng mình bị gì luôn rồi. Nhưng bay cà lết vậy thôi. Rồi, con gồng mình nó bị si ba chao gì các bạn. Tự nhiên nó lết không. Đó, hết bị rồi đó. Uầy, có con voi rim luôn nha bạn. Max level luôn nè. 6.9 triệu. Voi rim luôn, ảo phải. Trước giờ mình chưa bắt mấy thanh niên này các bạn. Hết, để mình test thử nha. Không biết con voi rim này kiểu mà nó có cái gì ngon không nữa. Ai bị cà lết nè. Rồi. Đây, để bắt nó test thử với bạn. Không biết con voi rim này kiểu mà nó có hiệu ứng gì xịn không á. Wow. Mình quánh nó có một cái một thôi các bạn. Lên 4.5 triệu turbo. Ghê chưa? Cái con này mình quánh 2 hit là nó xỉu luôn á.
Rồi, xỉu nha. Rồi, cho ăn viên Lama Rock các bạn. Đi trang lệnh for time luôn mấy em ơi. Wow, nhưng mà con này đi rất là chậm nha các bạn. Đi chậm kỳ vậy. Wow. Ủa trời, quýnh 700 mấy ngàn đám nha các bạn. Con voi này mạnh kinh khủng luôn mấy ông ơi. Tính ra là cái con rồng này của mình là quánh có đâu 70 ngàn các bạn. À, 100 ngàn. Wow, có hiệu ứng gì luôn nè. Nhưng mà cái con voi chưa gì trơn đâu, quánh 700 mấy kìa, gần cả triệu đam rồi. À, con rồng mình có khi quánh có 74 ngàn rồi. Rồi, mình có mang Dino Tracker hơn. Rồi, để mình bay qua đây kiểm tra thử cái gì đây. Cái hiệu ứng này là hình như là từ cái con người đá đây bạn. Đó. Cái hiệu ứng đó là từ cái con người đá này, cái dòng bảo vệ này. Cạp là có 10 ngàn rồi. Rồi, để mình test thử con voi thử rồi. Rồi, nhưng mà di chuyển chậm má ơi luôn các bạn ơi. Voi nó lết thôi. Wow, anh lần 91 ngàn. Nhắn ship là nhắn ship với lại nút W đi tới các bạn là nó quánh cái đam to hơn á, kiểu nó có cái hiệu ứng tăng tốc á, các bạn xem ở trên cái góc phải màn hình á, nó có cái hiệu ứng tăng tốc á, là nó quánh đam kiểu mà đau hơn á, nhưng mà nó lết không à, chậm quá trời chậm luôn. Để mình đi tiếp á. Wow. Ở đây là có cái con Rimber Tear nè các bạn, 500 nè. Cái con này là mình sẽ bắt các bạn để mà test cái phần Blue Game á, tiến hóa nó lên cái hệ Lightning thử cho các bạn xem á. Là lên thành cái hệ Lightning Rim các bạn, Rim Lightning Bờ Tear á. Là nó quánh tu bò luôn, cũng cả triệu tu bò á. Rồi, thành điện đáp xuống nè. Đó, nó đáp xuống nè bạn. À, à đù, mình quất cái một rồi nhỏ đi luôn các bạn. Quên cái vụ này ta. Biết gì mình sử dụng cây súng được rồi. Quậy bả hết sức luôn. Mình vánh phát cái nhỏ cắm đầu luôn. Rồi, bên đây cũng có con Rim nữa nè. Con này 580. Bắt không? Mấy con Rim này bắt không? Bắt cái con này để test để sau này có thể tiến hóa lên Infernal thử được không bạn? Nói chung bắt hết đi ha. Mình không biết là con này kiểu mà quánh mình có chết trên thú không nữa. Tăng cái phần trăm đam lên nhiều tí á.
Hình như là cái turbo của con cừu là nó cũng tính dựa vô cái phần trăm đam bạn, kiểu mà đam càng to là nó quánh xỉu càng nhanh đó. Chạy đi đâu, ui quánh thêm cái nữa dám nó đi luôn các bạn ơi. Xỉu không? Ok xỉu. Rồi, ở đây có một con lai nhé bạn. Cho viên đá lava rock rồi có thể bắt hết mọi thứ các bạn. Con này hỏi cao tích. Đây, con hỏi lai là con này nữa bạn. Rồi con chim này không biết là giết rồi nó có bốn cái lông loại lông không. Rồi nói chung là mấy con này là giết là nó sẽ có bốn loại lông hết à. À mình gặp thanh niên này nhé bạn, thanh niên này là cũng cần nữa nè, mình cần phải giết nó để lấy mấy cái tiền bạc. Cho gấu game nó đại chiến tiếp mình nha bạn. Đấy. Được 5 cái anti-fact. Rồi, quá ngon luôn. Bay vòng vòng kiếm mấy con thứ dữ á, bắt test cho ra đã. Chưa thấy con spirit nào kiếm mà nó xin xịn đó bạn, bắt thử con spirit lên thời với ta hơi bị đỉnh luôn. Bay xuống khu vực dưới này thử không? Wow. Ở đây có một con Grim Spino các bạn, 5.6. Bình thường ở dưới mấy cái khu dưới này là cũng có mấy cái con kiểu mà siêu boss đó. Mà hiện tại giờ mình vẫn chưa thấy nó spawn ra ha. Rồi, kiểu này thì chắc là để mình quay về một cái đó. Sẽ sắp xếp đội hình lại thử coi. Wow, con này kiểu mà tăng tốc độ di chuyển lên là bay khá nhanh luôn nha các bạn.
Đó, nhắn một phát vô con bọ này là sẽ có được 20 rim loot các bạn thấy chưa? Đây, từ cái phần rim loot này là có thể là tiến hóa cho cái con này lên hệ rim luôn các bạn. Chúng ta khỏi liên cấp đó. Rồi, 25 rim loot. Đấy, lên hệ rim nha các bạn, 800 mấy nha. Rồi xong từ cái con này là có thể là tiến hóa lên đền nào được á. Đây, cái con Harvester đó các bạn. Tha hồi chúng ta đi farm luôn. Ở đây thì còn thiếu quan trọng là mấy cái token đó các bạn. Phải đi farm mấy cái token thôi, còn mấy cái kia thì dễ chế rồi, tại vì có cái bàn này nè, thì chế rất là dễ. Đó, chúng ta có mấy cái dino đi này không? Đi đồ hết thì xuống dưới farm mấy cái hình cá. Con này thì cần mấy cái lọ nạc cầu tích. Cái lọ nạc cầu tích thì mình có thể là chế trong cái con này được. Rồi, nó sẽ chế một đống mấy cái nạc cầu tích thôi. Con chó tàng hình này thì mình nghĩ chắc nó cũng không mạnh lắm các bạn. Mà để test chiêu thử coi. Đó, cành chân C nha các bạn, là nó sẽ tạo được mấy thằng đợi này. Rồi, mỗi một thằng gì là 1 triệu mấy máu á. Độ 500. Sẽ bay cái con này để xuống dưới kia test thử. Trời ơi, con này nó bay chậm quá các bạn ơi. Lết luôn. Wow, nhưng mà được cái là con này cứ mà nó gấp được luôn được cái con mặt ngu nha bạn. Bắn lần 2200 đam rồi. Ôi, tính ra ngon nha, con này bắn bắn lên turbo nha bạn. À, do cái con này. Con này của mình là Rim Elemental. Bắn lên turbo luôn ta. Nói chung cũng ngon. Con này bắn lên turbo cũng xịn nha bạn, lần cũng lên trăm mấy ngàn á. Kiểu turbo nó cũng nhảy quá nhảy á. Nhưng mà bay chậm quá. Rồi, cho nó về ha. Đây, chúng ta sẽ dùng gồng kim di chuyển cho nó nhanh. Với lại cái mà nãy giờ vẫn chưa tìm được cái mà siêu boss vậy bạn. Mình rất là muốn bắt cái con T-Rex Skeleton đó. Để test thử với bạn xem thấy con đó nó hơi bị mạnh đó. Hoặc là kiếm cái con Spirit gì ngon ngon á. Thêm luôn. Ôi dồi ôi bên đây. Các bạn xem hải ly đóng ở đây. Vẫn chưa có con gì gọi là nó xịn sò các bạn. Wow, con này quất cái là 1 triệu mấy các bạn. Nghĩ là mình chưa có luyện gì luôn á. Nói
chỉ có hai chiêu vậy thôi bạn, trái với lại chuyển phải rồi. Nói chung thấy là lạ, bắt mình test thử rồi chứ mấy con này cũng không đã lắm các bạn. Kiểu nó dạng thuộc thú ăn cỏ, chỉ có thể quánh được một hai chiêu vậy thôi. Không thấy con Demonic hay là cái con Spirit gì xịn xịn. Spawn ra mình bắt cái test cho đã. Ở đây có một cái con Demonic nè, Derebus 502. Nhưng mà muốn bắt mấy thanh niên này có bộ căng lắm nha bạn. Không khéo là cũng qua đời. Với mấy cái lửa đó. Đó. Mấy cái lửa đốt đào má ơi luôn. Phải đợi cho nó hết lửa mới được các bạn. Đó, rồi tâm chạy. Cái lửa đó là chịu không nổi đâu. Ê, trời ơi, ý là cách xa nhưng mà cái lửa vẫn chết các bạn. À, nó cũng sắp xỉu rồi các bạn ơi. Wow, quánh cái nó cả chịu đam luôn. Xỉu rồi, xỉu rồi, xỉu rồi. Rồi. Ngon. Demonic thì bất kể con gì các bạn, có Lavaroc rồi thôi. Nát. Đem được luôn. Rồi, con này là phải có yên Demonic nha bạn. Nhưng mà không sao. Mình nghĩ là bên cái mod Eternal á. Để chúng ta cho nó cái yên của con gọc alpha. Rồi, nghĩ nó vẫn xài được. Giờ mà có spawn ra Oririn với lại Raimo là mình hết ngán các bạn, tại vì có Demonic rồi. Tới chỗ này là mình thấy có cái con Spirit nha các bạn. Kiểu mà nó bắn mấy cái quả cầu ánh sáng rầm 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 lên rồi. Để mình coi coi con nào được mình bắt luôn các bạn. Wow, mà nó bắn quá bắn à. Nói chung để tiếp cận cũng hơi ngán các bạn. Cái quả cầu đó mà nó mà phụt cho mình một cái là coi như đi luôn á. Rồi, bạn thấy nó bắn thiệt ghê không? Hình như là con ong nha các bạn. Con ong Spirit level 308. Tem nó bằng cái Spirit Ore
Nhưng mà không sao, mình có Lavaroth nha bạn. Bị diệt cả thế giới luôn bạn ơi, lần đầu tiên mình thấy kiểu mà có Spirit ong nữa bạn, ảo thật sự. Ai, tạm thời mình đáp xuống đây không? Rồi đặt cái bàn tay lẻ ở đây đi. Nhưng may qua đời các bạn. Ai, mình sẽ gọi cái con cù Ovid ra. Rồi tắm nhau với lại mấy con Spirit này nói chung cũng hơi ngán á. Ui con ong mà xuống dưới nước nữa bạn. Nè con ong mà xuống dưới nước nè. Hết đồ. Nhưng mà không sao, xuống dưới nước là lợi thế của mình nha bạn. Con cù của mình đi xuống dưới nước là hơi bị đỉnh luôn. Đơn giản các bạn ơi, đơn giản. Kiểu nó xuống dưới nước đó cái nó bị kẹt cái dưới này luôn á, nó bị ngu luôn rồi. Không đánh được. Ngon lành cành đào nha các bạn, vừa có Demonic mà vừa có Spirit luôn. Quá xịn. Mà con này chỉ có 380 á. Cấp độ cao hơn nữa thì ngon. Đây, là Barok nha các bạn. Wow, đỉnh của đỉnh luôn các bạn ơi. Nữa mình sẽ chế thử luôn cái quả cầu Master Ball đó các bạn. Kiểu có quả cầu Master Ball đó. Để test thử luôn cho các bạn xem á, là hơi bị ngon luôn. Rồi, để mình lấy lại cái Dino Tracker các bạn. Gắn vô người con ong. Đó. Xong rồi mình vô đây mình gọi nó. Rồi, ngon lành nha bạn. Ui. Ui. Tính ra con này bay rất là nhanh nha bạn. Rồi đam quánh là được 34.000. Nhưng mà quan trọng là cái chiêu bắn cái quả cầu ánh sáng nha bạn. Rồi. Hơi bị định. Hơi bị định. Bắn cái là chưa di chơi là mấy trăm ngàn rồi nha bạn. Con này mình nghĩ là khỏi cần tăng tốc độ di chuyển rồi. Thì chúng ta chỉ có 105 điểm vàng, mình sẽ dùng cái đam với lại máu. Rồi, ở đây có một con đem một đích nữa đâu bạn. Là mình có chỗ để liên cấp đó bạn, quay về cái chỗ đảo xương á. Sẽ test cái con Demonic với lại cái con Spirit này của mình đó. Quá, chưa đi chơi một tập mà mình bắt như đời tới. Chỉ có hai chiêu thôi nha, một trái với lại chuột phải nha bạn, còn chiêu C chiêu X đồ là không có. Nhưng mà nghĩ là cái chiêu bắn qua cầu ánh sáng thấy vậy là ngon rồi. Rồi quăng vô con Dodoret này một phát là full cấp luôn. Trời ơi các bạn xem đi, 180 mấy ngàn các bạn. Cứ gì mà chịu nói. Đó.
Bắn ngay một cái mà nó giật. Rồi, cho lên 20 triệu máu đi à. Ghê quá, đứng cái này ghê quá. Ủa, bắn 3 triệu mấy. Ủa, nó bắn mình cái 3 triệu mấy quá, sao vậy? Ây da. Nha. Đất ơi. Do không có giáp nha bạn. Với lại con ong này nó hơi phế cái là kiểu mà mình mà đáp xuống dưới đất á, là nó không bắn chiêu được á. Không bắn chiêu được. Trời ơi, còn bị đẩy ra nữa. Ây da, đau quá các bạn ơi. Mượn lại cái giáp của cái con cù Ovid đó. Rồi, full cấp rồi đó bạn. Rồi, ở đây có con Alpha Deadworm nữa bạn. Có bỏ sa mạc nè. Đấy. Wow, giết nó một phát là mình có một đống mấy thịt đùi luôn à. Yếu dữ ta. À, con này là con xương mà kiểu mà dạng special nhé bạn. Con xương tàn hình á. Nhiều đánh nó cũng đang có 500 mấy à. Boss rồi. Oh. Ồ, đi rồi có cái giáp mà nó đánh mình 200 mấy như vậy. Rồi, cái con ong này kiểu mà dính hiệu ứng của con boss, cái hiệu ứng lửa các bạn là nó bị phế luôn á. Không đánh được. Rồi, mình phải bay cao lên trên này á. Đó, đứng ở trên này bắn súng gì thì được các bạn. Rồi, phới nữa rồi. Hết bà, họ té xuống dưới lava luôn rồi. Trời đất, khổ. Ồ, rất là khó chịu nha bạn. Cái hiệu ứng đó là nó cứ liên tục qua. Chứ không làm gì được luôn.
Giờ mà mình tay le giờ là sẽ bị mất dấu con này à. Mày ơi, tha tao đi, từ từ mày ơi. Tí nữa bạn, khó chịu rồi sư. Không biết là kiểu mà nó ra dưới nước cơ, nó có bị mắc không bạn? Rồi mấy boss này không biết xuống dưới nước nó có bị mắc không? Đẩy hoài luôn. Ồ, bên đó có con đồ đồ vi vật sẽ biến. Giờ mình mới thấy được cái sự phế của ông nữa rồi. Trời đất ơi, nó khó chịu. À đồ, rồi xong luôn các bạn. Trời ơi, rồi xuống dưới nước kìa, con ong nó thả mình ra. Cạp cái rồi quay lại mất tiêu con boss luôn. Như tính ra con ong này nó cũng mạnh đó bạn, nhưng mà chính ngay cái hiệu ứng nó kiểu mà nó bị phế. Kiểu nó bị khắc chế á. Khắc chế con ong mình. Tại nơi kiểu mà nơi dưới đất nó bắn chiêu cũng được. Con ong dưới đất không bắn chiêu được mới ghê. Ok, thôi được rồi, chắc là video này mình tạm dừng đây bạn. Tối về chiến tiếp á. À, phải. Ở đây có cái con Bertelanodon nữa bạn. 506 này, để mình bắt luôn con này đi. Bắt luôn con này đi, ha té ha. Một viên duy nhất. Để mình bắn cho nó chuẩn chỉnh mới được. Đây, để cho nó đáp xuống với bạn. Bắt nó xong rồi mình sẽ tiến hóa nó lên cái hệ Rim Lightning nữa bạn. Hơi bị xịn luôn. Bay hoài trời. Bay vòng tròn trên đây hoài gì đi. Đề ca. Đó, khéo luôn nha bạn. Rồi, nghe chăng con Subino luôn. Mình lại không mang cái viên lava rock qua. Thank you.
Rồi, cho cái con Rimbata này cái cục Blue Ram các bạn, là nó sẽ có thể là tiến hóa lên được cái hệ Dream Lightning đó. Một bánh turbo là lên tới mấy trăm ngàn á, cả triệu turbo luôn á. Nói chung là hơi bị xịn. Nhưng mà thôi, tập sau chúng ta chiến tiếp với bạn. Tạm thời ở đây mình dựng đây đi. Tối về mình làm clip tiếp cho bạn xem. Ở đây thích thì nhớ cái like và ship giúp mình nha. Tập này thì mình có được demo nick Tederbus các bạn. Nói chung cũng ngon. Với lại cái con Spirit ong á. Nhưng mà con này thì kiểu dính cái hiệu ứng của mấy con boss các bạn thì nó cho nên bị phế các bạn. Và nói chung nó cũng mập. Đúng chưa? Rồi, tập sau chúng ta chiến tiếp.